Hi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với channel của Nông Dân Family nha. Hôm nay mình không làm món ăn, không làm đồ ăn. Nhưng mà hôm nay chị Tuyền gói bánh tét cả nhà. Người ta đặt 10 mấy đòn hả chị hả? 10 mấy đòn, chị gói nhiều để chị cho ở nhà mình 2-3 đòn luôn. Thì nguyên liệu rồi cả nhà. Hôm nay gói bánh tét nhưng thịt mỡ có nè, đậu nè, đậu xanh nè, đậu xanh này là sao ta? Đậu xanh nó hồi chị nhắn nhân này. Đậu xanh nó là nhân thịt mỡ, còn đậu đen là chọn miếng. À, rồi để mình quay sơ sơ cái nguyên liệu cho cả nhà xem nha. Đây là thịt chị Tuyền ướp sẵn ở đây nè. Đó. Đậu này thì trộn với nếp đang bên kia. Còn đậu xanh này là gói chung với thịt. Đấy. Không biết mọi người sao chứ hay mình biết á, chị Tuyền gói bánh tét là cực kỳ ngon nha cả nhà. Tại vì hôm trước mình có đặt chỉ 20 đòn. Bánh gì ngọt. Dạ bữa đó làm bánh gì ngọt nữa. 20 đòn. Đây là nếp, đây là nếp, đây là trộn đậu này. Đây là nếp nè, nếp là nếp trộn với đậu đen này nè. Đây là nấu sẵn hết rồi. Đó. Đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đi nạo dừa nha cả nhà. Đấy, mình phải phụ chỉ một tay chứ, một mình chỉ làm chỉ xỉu luôn á. Rồi chút xíu quay tiếp cho cả nhà coi nha. Đấy, bây giờ sư phụ đập dừa cả nhà. Giữ dưỡng công phu đập dừa đập bằng tay đi, đập bằng cùi chỏ đó. Đúng rồi. Đó. Wow, rồi để bậy nữa rồi. Ôi, chết luôn rồi, mới giới thiệu. Để con đem con đây, giờ này bị gì rồi. Nó bị gì cho ngoài ấy không? Nó đập dừa vậy đó cả nhà. Đập dừa cũng phải siêu đẳng lắm á, chứ không là tét bậy nè, thấy không? Như này nó tét bậy nè, còn không mình bào khó nè. Rồi trái này để cho sư phụ bào luôn. À, bây giờ mình sẽ bào dừa nè cả nhà. Cái công đoạn là bào dừa này là cũng là vất vả lắm á. Đấy, bữa hổm mới bào 2 trái để nấu cà ri, hôm nay mình cũng bào 2 trái để mình làm bánh tét nè cả nhà. Mình tin chắc luôn á, thời buổi bây giờ có những người là không biết gói bánh tét luôn, như mình các bạn giống như mình vậy đó, mình cũng chưa dòng gói hết á. Hôm nay mình sẽ quay cái chi tiết mọi người xem nha, gói bánh tét như thế nào nha, để nhiều khi Tết mình gói cho gia đình mình nữa cũng khỏi đi mua. Có đường chưa? Chưa, em chưa có đường. Đó, rồi cả nhà. À, thấy đệ tử định nạo cực quá là pha ly cà phê. Cảm ơn nha sư phụ nha. À, tưởng sư phụ thương mình, như sư phụ pha mình đi phải đá, sư phụ không phải sữa. Trời sốc thiệt chứ. Sốc hàng rồi. Để chơi với mình không phải sữa cả nhà. Không phải đá. À, cho mọi coi cháu Bi thấy mày giống không? Thấy nó sợ được nè, thấy ai không nè, chó nó ngoan, con này nó ngoan lắm á nhà, đi đâu kêu cái quay về liền. Đổi tài nha mọi người, đổi tài giờ tài sư phụ nạo ha, tướng ngồi nạo duyên dáng kìa. Xỉu rồi, xỉu rồi. Giờ chị Tuyền cũng đang nặng cái nhưng cả nhà. Đó, đẹp ghê chưa? Ủa chị làm vậy hồi chị bỏ cái thịt chính giữa hả? Thịt bỏ rồi, coi chị để nè. Cái này nè. Ừ, chị ép hay gì đang chị để thịt chính giữa chứ. Bữa nay sẽ quay chi tiết cho mọi người coi nha, tại vì cái video bữa nay nó hơi dài. Bây giờ bánh tét là làm nhiều công đoạn lắm. Đó cả nhà. Ừ, mình mới ngắt nha, mình lấy lại này, ớt vô cả nhà. Đó, nắng lại. Làm nhân không? Vậy đó, à, thịt nó bên trong. Rất là khéo luôn. Chù, cái này tay đeo có hộp gì đen đen dưới trời. Mới lượm, mới lượm hộp giả đeo cho nó nổi nổi vậy. Hộp dữ lắm mà. Mấy ông mình phải ướp vậy đó. Làm này mình không mang tay được cả nhà. Tay mình rửa sạch sẽ rồi là mình sẽ làm đồ thôi chứ cái này không mang đâu tay được. Nhiệt khuẩn được không? Tay nhiệt khuẩn được không? Ờ, bao tay là làm nắng này không được cả nhà ơi. Làm nhân này là mình phải làm gì? Mà không trà nữa nè, cái này thấy khéo không? Ồ, lăn nữa kìa, quá xa nữa hả? Giò bể rồi kìa. Sao?
cái này mà là dư á, màu xanh dư làm sương tố đúng không? Dư thiếu, tô thịt không đủ. Thiếu hả? Ừ. Đó, cái này, là dư đã dạ. Ngon lắm. Mình cái hồ mình gói lại. Mình ốp thịt thà, rồi mình ốp nhân, rồi mình làm cho nó vừa ăn hết trơn rồi. Nữa cái đòn bánh nó mới, à, mình cắt cái bánh mình ăn nó mới ngon. Đây, trong nguyên thịt này là hành nè, muối nè, tiêu nè, rồi, à, củ hành nè nè. Đó. Rồi nữa mình cắt cái bánh, mình cắt cái như này nó ngon. Nói chung chị Tiền, nói chung thì mình nói sao ta? Công dung ngon hạnh hả? Như là khéo léo người phụ nữ đảm đang. Bánh trái gì cũng biết làm hết. Bánh gì là đây mà. Bữa nay có làm mấy cái bánh dừa nữa hả? Có mấy cái bánh dừa, hỏi đi quán cho em coi. Hỏi đi quán cho em coi. À, bánh dừa làm như gì ngon ta? Chuối. Chuối hả? Ăn như này cũng được. Ok ok. Nhưng mà em khoát bánh dừa làm như em cái đi. Ừ. Rồi thôi nha cả nhà, chúc mình quay tiếp công đoạn tiếp theo nha cả nhà. Cái này nó nhiều công đoạn lắm, cái video hơi dài. Nên là mọi người ai muốn học cái bánh tét thì cố gắng xem hết video của mình nha. Thì xem thì thấy hay thấy vui thì mọi người cho mình xin một cái đăng ký, một cái like nha cả nhà. Cả nhà bây giờ mình sẽ trộn đậu nha cả nhà. Trộn đậu vô với nếp nè. Rồi thêm bao nhiêu đường vậy? Muối hả? Khoảng một khắp muối nha cả nhà. Còn lấy gì trộn ra cái lá không? Rửa tay, trộn tay cái giá. Tay sạch, à, tay sạch rồi. Còn chắc có đồng hồ không? Nó dính vô cái đồng hồ đó. Rồi, tí đường đó nha cả nhà. Nè, đường, muối, mình bắt đầu mình tay mình sạch nha. Mình sẽ trộn luôn. Tay mình rửa rồi nha. Chúng ta làm đồ vệ sinh nè. Trộn xong này chứ dứt ra một đòn người ta không ăn dừa. Rồi giờ mới để dừa vô. Đây nè, xong rồi nè. Đây vừa xong rồi. Đây vừa cả nhà, vừa làm xong. Xong rồi. 4 giá này là cỡ 5 giá. 5 giá là khoảng nửa ký đường nha cả nhà. Không thấy đâu. Rồi trộn nha. Rồi bắt đầu trộn nha cả nhà, tay mình sạch rồi nha. Rồi, rớt cái đó đó. Trộn như trộn hồ vậy đó cả nhà. Cái tay đó là gắn vợ lâu lắm rồi đó, sạch lắm. Tay sạch, quá sạch luôn chứ sao không sạch rồi. Đó, trộn như trộn hồ vậy đó. Để nó mới thấm được. Trộn phải bóp bóp nữa nè, đó. Sắp sắp mà đi. Xong mình sẽ lấy một đoàn hả, rồi cho dừa vô trộn lại phải không? Tại cái máy mình để cái ấy nó hơi rung nè cả nhà. Cả nhà thấy chẳng nha. À đúng rồi. Điều quá chị. Cho gà nó mổ. Ừ. Mổ đi hồi lụm vô nấu. Rồi chị. Ok. Rồi. Cái nào? Cái này không? Xem không? Miếng này. Dư, hồi có dư mình đổ lại được rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình cho hết dừa luôn ha. Cho hết dừa luôn à cả nhà nè, khoảng coi. Miễn đồ không ai cho sốc không chết đi. Miễn đồ miễn mà cái ấy đó. Cái nào dừa chóc á. Cái ngang dừa trong á. Này khoảng hai cái rưỡi dừa nữa nha. Mình muốn làm gì mình làm nhà nhiều thì béo ngon nha. Nhiều béo ngon. Không có gì hết. Chưa nên mày quay ta cho anh cột bánh nè coi nè. Quay cột bị siêu đấy. Chúng ta cào đi. Nè, quay lên nè, để cho người ta thấy. Đó, giờ không. Để nó sát được. Để nó sát được. Cái này cái ấy mà, cái ấy trong nó không có ảnh hưởng gì á. Có mấy cục nè, cục cứng cứng nè, ăn vô. Đó nè. Này nè, cho dừa vô rồi. Thêm muối nữa hả? Thêm tí nữa. Thêm muối cho nó đậm đà ha. Đậm đà hương vị Việt Nam. Miền Tây thì gọi là bánh tét, nhưng mà ở ngoài là, ngoài mà Bắc hình như là gọi là mắm bánh chưng. Ờ đúng rồi, người Bắc ta gọi gói, người Bắc ta gọi bánh chưng, còn người miền Tây mình gọi bánh tét. Bánh chưng chỉ không biết đường xiếc. Ủa nó vuông, em thấy nó vuông, nó dễ nó mà. Nó cũng làm y gì thôi. Mà hình như nó có cái, người ta có cái gập. Ờ, có người ta gói chuyên nghiệp, người ta không cần khuôn, người gập chứ. Đó, bây giờ có dừa vô cái nhà, phải trộn đều nha cả nhà. Trộn nhiều lần hơn, hồi nãy. Cái dừa nó đều với nếp luôn. Nha. Trước khi cột gói bánh tét thì mình sẽ đốt lửa. Đấy, chùm lửa bắt nước lên trước nha cả nhà. Mình bắt khoảng nửa là nước. Không biết mình vĩ đại quá ha, nước bự quá ha.
rồi chuẩn bị cột nha cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ tiền dưới gói nha cả nhà. Đó. Cả nhà mình coi nha, theo dõi nha. Thì cả nhà ai mà đã từng dứt gói rồi á thì nếu mà có gì thì mọi người comment chỉ thêm nha. Những người mà chưa dứt gói thì chịu khó coi để mình làm cái mốt mình gói ở nhà nha. Mình tự nhà mình làm cho nó ngon. Đó, ok. Rồi bây giờ cho nếp vô. Chén là chén lường hả? Ừ. Một đòn khoảng 2 chén hả? Ừ, chỉ có đây cái đòn này nữa. Mình phải chan lên cho nó bằng bằng nữa đó cả nhà. Có 2 chén rưỡi này, này to. Rồi cái bánh này là cái bánh không có dừa, người ta thích ăn không có dừa, người ta đặt mình ăn không có dừa nữa cả nhà. Bánh này bánh không. Ở trong chọn gia vị đó. Trong nồi này là có dừa, mà đây là không có dừa. Ai đặt cái nào mình làm cái nấy nha. Mình bắt đầu cho nhân vô. Đẹp chưa ha? Vàng giống nó miếng sầu riêng quá ha, hết sức nhẹ nhàng nha cả nhà, nó dậy dậy là không có được ngon. Đó, bắt đầu quấn nè, quan trọng đó, quan trọng là khúc này nè, khúc ụp vô là mà nó không đều quá là dở liền phải không? Ừ. Nhà thấy nha, mình phải quấn chặt cái nó chúi lại, mình phải siết cho nó chặt để nó dễ đòn bánh nha cả nhà. Mình siết không chặt là đòn bánh không có dễ. Hai điện nữa rồi. Chăm chăm quá. Điện giờ này chỉ có chăm chăm thôi. Giờ nói là mình phải mình gói cái gói đòn bánh là mình phải nặng một nặng chính giữa mình chịu ra đây. Dư lá mình cắt rớt cả nhà. Đòn bánh nào nó cũng phải dư lá hết. Đây, xong lại thịt đó rồi. Đó, ấy một đầu cái mình mà chọc giật đầu kia lại mình lấy tiếp. Đúng rồi. Đúng qua, thôi. Đó, vẫn là vẫn là. Bao vậy là mình mới cột một nữa hả? Đúng. Nói về cũng mới thấy gói luôn á, chứ xưa giờ đâu biết đâu thấy đâu. Mới thấy lần này nè. Lần đầu tiên, thấy gói. Lần đầu tiên nữa. Cái này là mà cột dây giả một hồi để mình cột dây kia lên mở dây này ra. Mình cột để cho nó chịu vòng bánh để mình làm chứ. Giữ lại. Giữ lại. Cái nhà nhớ xem nó kỹ luôn cả nhà. Xem nữa mình muốn mình tự nhà mình gói mình ăn mình khỏi mua, tốt nhất rồi đó, mình tự mình gói luôn. Không có người đâu biết làm này đâu. Đúng rồi, ai biết làm đâu. 40-50 tuổi già chưa biết làm rồi. Cái này nó kỹ thuật lắm á. Đó, đồ này cũng giống như mình thấy luôn. Đó. Làm cho cái nếp nó đều đều xuống. Cho nó dẻ cái đòn bánh. Cho nó dẻ không? Ừ, cho nó dẻ đòn bánh. Xếp vô. Bánh nó mới dẻ, nó mới ngon cái vậy. Bẻ vô. Đó. Đây là giai đoạn vuông. Bẻ vuông bốn góc. Chị thì chị chị làm cái này bỏ nếp bỏ đồ vô, còn chút nữa anh Sương là có trách nhiệm là cột quá không, cột siết quá không, anh cột lại thành đòn bánh. Cái này mới khởi đầu thôi nha cả nhà, khởi đầu nhưng mà cái gian này chứ không giỡn đâu. Rồi bắt đầu mình mới làm là giống dây dây thiệt là phải không, giống cái đầu này ở nhà trắng nè, mình phải giống cái gì đó nha, mình giống cái đoạn gì nè để xa xa cái đòn bánh đó. Cái đòn bánh nó dẻ lại là mình cột cái dây đó nha, nó không có chịu miết á. Nhưng mà mình gói luôn có phải giống á, giống như vậy này giống. Nhưng mà mình cũng nói luôn nha, ai mà có răng mới là được bánh tét nè cả nhà. Có răng mới cắn được nha, không có răng là không cắn được. Xong đòn bánh rồi, hồi anh lên anh cột. Đó. Anh lên cột thì anh mở cái dây này ra. Đó. Cột thì mở cái dây này ra. Rồi chị cột luôn một cái thôi, cột luôn một cái cho khán giả coi đi. Được không? Được. Để họ cắt, cho họ đá họ ánh. Dành nữa hả? Ừ. Rồi rồi, ok, thôi để họ anh Sương đánh cột cho mọi người. Đấy, bắt đầu mình sẽ cột như vậy. Anh cũng muốn lên phim cả nhà. Đây. Cắn vô. Trước khi mình cột á, mình ghi cho nó vừa thôi nha cả nhà. Không bị nếp sống, cái đề đồn sống nó còn chín, nó còn nở rồi nữa.
Rồi mình cột cái đòn bánh đó là cái này đúng không, mình không có cột cho tới nó meo quá là nó chín, nó sẽ nứt cái này ra nó vuột. Mình cột thôi chưa biết nó vừa cái mắp này thôi, chứ cột sát trên đây quá là nó bị vuột đó, cho nên là mình cột nó vừa thôi. Có một đòn 5 phút chứ ít đâu, nó chỉ quay vậy thôi. Rồi cho xem đòn bánh này, nếu cái thì em tắt đi rồi thế là mình quay cái nữa. Đòn bánh nó lâu chứ hỏi nhanh đâu, nhanh lắm đó, đòn khoảng 1 phút ha. Ừ. 1 phút không, 1 phút rồi. Đó, cứ để trắng để làm tới cả nhà. Nhưng mà mình chia cái khoảng cách cột cho nó đều đều nhìn nó đẹp. Ừ. Đó. Còn ngoài đã biết rồi. Cột xong quấn cái dây cũ vô đó luôn, nghe nó đẹp. À, thấy không? Đẹp trai rồi đó. Cắn thiệt, nó cắn được con giả, cắn được vừa đó. Vừa ấy thôi, đúng không? Con giả cắn được. Nó vừa, nó vừa mớp, vừa thôi, vừa đều 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 xuống luôn. Còn nếu mà ở trên này gị quá là tới có phần dưới á, là gị dữ lắm à. Nó phình đúng không? Ừ. Cái đòn này chị phải làm dấu rồi, nó còn hơi quay, cái đòn này nó của người ta là không có vừa thì cho nên mình chia qua đây một cái quay. Mình chia qua đây cái quay nữa, mình làm để còn biết cái đòn này nó có vừa. Mình phải biết kỹ thuật làm chứ. Đúng không? Mình muốn làm mấy quay là ăn thua mình. Một lượt nữa là xong. Được chưa? Chỉ có chia hai lượt, cái lượt hay nói. Lượt nó thương quá. Đòn lại rồi dở rồi. Nhưng mà tay nghề của chị không bằng cọc bánh, không bằng tay nghề của anh đâu. Ghê vậy hả? Anh cao thủ đó hả? Cao thủ rồi nữa. Coi bếp lửa cho anh không khói anh ơi. Anh ta dừng bếp lửa cho em ra. Mình cái đoạn này chia ra gì cái hai ấy cái nào mình đánh hai qua gì đó đồng rồi nè, nhưng mà bỏ cho nó khoảng xa đó, mình phải thêm một tí xíu nữa đi đó, chắc sợ nó bung ha. Nhưng mà lá này trước khi mình gói mình phải phơi nó vậy hả, phơi cho nó dẻo hả? Chọc rồi chứ không phơi cho nó dẻo đó, phơi cho nó dẻo phơi chứ không cỡ chừng nửa tiếng cho nó héo mình mới gọc, chứ thường là phải luộc á ha. Không ừ, nếu mà không có nắng thì ta luộc, còn chị đi phơi nắng chứ nắng phải luộc. Thứ hai nữa là về rồi bắt đầu là mình phải xé ra cái kiểng mực rồi cái bị lớn rồi mình lau chùi sẵn không, chị làm sẵn hết rồi. Có một mình làm cho nên phải chuẩn bị trước cái nhà đây rồi nè, anh đánh qua này dùm lên, đánh chia hai qua để anh biết cái đòn này nó không có rồi, vừa rồi có sư phụ à mọi người, công đoạn đánh qua đánh bọng như nè. Một vòng cho nó gọn cái quay lại đó nè. Đúng không? Đánh nha, đánh chặt vô đâu đâu là cái gì đó là cái hai quay mình biết rồi. Mình làm dấu quá nha. Mày không có dừa hả? Cái đó không có dừa. Cái này không có dừa. Không có dừa. Rồi. Rồi. Không có dừa thì làm cái cách muốn có dừa. Rồi. Đây cả nhà. Đó, đây là một đoàn nó test thành phẩm nè cả nhà. Đấy. Quá đẹp. Đó có 50.000 đó, thổi nó to nữa. Ừ. Quá đẹp, quá đẹp. Nhưng mà anh cột đẹp hơn này. Đẹp hơn hả? Đẹp hơn. Rồi ok, xíu em sẽ quay anh cột một cái nữa. Ok, một chút xíu anh sẽ cột mình quay tiếp nè cả nhà. Để coi kỹ thuật ảnh cỡ nào. Đưa qua dây qua coi. Có cài mắt luôn cả nhà. Đây là người con gái công dung ngôn hạnh. Ừ. Biết làm đủ thứ hết. Nói mà xúc động luôn, khóc luôn. Khối cay quá. Cắn người cái ngàn từ từ dần rớt nha, rớt răng ha. Ai mà cái này có răng mới làm được bánh này, không có răng là thua rồi. Đúng không? Đâu cắn được đâu. Đâu sửa lá nữa nè. Giờ coi sư phụ cuốn nè. Ấy cột chứ quên. Cột siêu đắng tốc độ ha, chứ cột xấu hơn siêu mẫu là ở chừng bị gậy đó. Hai đòn sau kìa nè, một đòn là siêu mẫu, một đòn siêu mẫu đây. Mà nó xong rồi nhặt chân lại là bỏ vô luộc được rồi. Bột cho đẹp đẽ lên nha. Đẹp chưa? Bột siêu đẳng lên. Gồng siết dữ lắm coi nha. Bây giờ bánh tét này đa số làm thủ công, đâu làm máy được hết ta, đúng không? Cột quá. Còn thủ công không, chứ đâu có làm máy được. Giờ công nghệ có cao cái nào cũng đâu có làm được. Ê, rồi nước tràn luôn. Rồi để sư phụ cột xong nha cả nhà. Để mình so kè cái hai đòn ai giật nha. Cả nhà chấm điểm nha.
Đây là đoạn của chị Tiền thì có hai cái gút để mình làm dấu cả nhà, cho mình biết là bánh này là bánh như gì á, chứ không nó giống nhau quá làm dễ bị lộn á. Trong chị Tiền thì chỉ rất là khéo cả nhà, khéo lắm. Có chỉ thì ngồi chỉ làm gì, xong có chỉ là bỏ qua trên sân cầu. Mọi người nhớ chấm điểm nha. Chấm điểm coi ai quấn một cục bánh đẹp phải không? Đúng rồi. Cả nhà nhớ comment xuống chấm điểm nha cả nhà. Cháu Trâm ơi, vô coi chấm điểm cho ba mùa ngoại nha cháu Trâm. Cháu Trâm chắc bánh tét hết ham rồi đúng không? Bánh... Trái mà sao khó dữ vậy biết không? Khói, cay mắt luôn. Quá. Trái kìa, lửa phà luôn rồi. Chắc khó ở ngoài nó bồng vô á. Nó quạt mới có thể đỡ lắm nha. Đấy, tiếp tục ra lò một cái nữa cả nhà. Đấy, để sẵn sư phụ rút cái này rút cuối cùng không? Còn cái nữa hả? Cuối cùng rồi. Cái nữa, cái cuối cùng này. Mọi người nhớ chấm điểm ra cả nhà. Anh chị ai làm đẹp nha. Ai điểm cao nữa được hưởng, ai đẹp hơn thì được hưởng 100k. Ok. Được không? 100k được không? Dễ thưởng thì cũng cao rồi ha. Ai bỏ hoài ta? Cháu Trâm quá. Ôi giờ học online xong chưa? Hôm nay mình quay ở nhà coi cách cột, cách độ coi. Còn nếu mà nấu á, bánh tét thì bánh đòn lớn á, thì nghe chị nói là khoảng 8 tiếng thôi nha. Ê, mấy tiếng? 6 tiếng 6 tới 7 tiếng. Còn cái đòn mà nhỏ nhỏ thì có 4 tiếng nữa nha. 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng mà chín. Bây giờ là phải 9 giờ. Mấy giờ đây? Là 10 rưỡi rồi, giờ phải là có 6 triệu ha. Rồi chưa sư phụ? Rồi có người tóc. Rồi chờ chút đi. Sư phụ kéo rồi. Đi làm, đi làm cho đẹp mà. Đây. Mình gói đã xong lòng bánh. Để lên cao vậy. Đó cả nhà. Đây. Đây. Giờ so kè nha. Nè cái đoạn này là của sư phụ nè. Có khách rẻ đi, hận hồi nó cho đoạn này là đoạn này của chị Tiền. Đó, cả nhà đánh giá nha, chấm điểm nha. Đấy thì gọi là đòn này đòn của mình nha. Đòn này của anh Sơn đây. Đó, mọi người đánh giá cho ý kiến nha cả nhà. Đó, của chị Tiền, của anh Sơn. Đó. Đó, đánh giá bình luận cho điểm nha. Ai cao điểm hơn thì được 100k tiền thưởng. Quá dữ. Rồi, chúc mọi người cả nhà coi nha. Đó, đòn này là chị Tiền gói nè. Đòn này là anh Sơn gói nè. Đây, đòn này là mình gói nha cả nhà. Đây, mình cột luôn nè. Đó, cả nhà chấm điểm nha. Nó chấm điểm cho mình nha. Đó. Bây giờ nước sôi nè cả nhà, giờ mình sẽ bỏ bánh vô nha cả nhà. Bây giờ mình cột xong rồi nha. Đó, cột cái đâu mình bỏ bánh vô cái đó. Đó, nước sôi nè bỏ vô nha. Rồi. Khối quá khối. Đó, nhà thấy không? Rồi ok. Bây giờ gói một đòn bánh cái chuối nữa nha cả nhà. Thấy hồi làm cái bánh dừa chứ. Rồi kết thúc video luôn. Thì cái bánh chuối này đi rồi có bánh dừa nữa. Đó, nè bánh nhà làm bánh chuối cho cả nhà. Cái bánh chuối coi cách gói như thế nào nha. Cũng như bánh kia vậy thôi, ai bánh đậu vậy đó. Đó. Mỹ nha, nó đem mấy rồi mà nó bà đó mình nó có mắm mắm nữa. Ừ. Đó, Mỹ đầy đủ hết em ơi. Mắm ba khía rồi có hết á. Ừ. Anh ấy nó mở cái chợ nguyên một khu đó là Việt Nam bán không vậy đó nha, nhà lòng. Hai cái à? Chuối nè cả nhà. Hai trái hay một trái? Nam mua đồ là đi lại chỗ đó. Ba trái đòn tới ba trái. Ừ. Thế hả? Đòn tới ba trái rồi hả? Ừ. Ủa, sao nó lấy cái gấp rồi chưa? Ủa, nhiều đĩa hả? Ừ. Đó. Ủa, không tét nè. Ủa.
Ủa chuối trong mà có ướp gì không vậy? Có, ướp đường, ướp muối. À, tí đường, cũng tí đường, tí muối. Nó mới ngọt chứ, đó. Đó, không được ướp vô giống như nãy nữa nha. Đủ rồi. Chích đủ hết rồi cưng ơi. Mày là về bệnh là bắt cách ly tập trung không hay là cách ly tại nhà? Cũng chưa biết làm sao nữa. Nhưng mà chích vaccine rồi chắc không sao. Mà cũng có thể là cách ly. Lúc mà mình đăng ký là mình nó phải nói trước cho mình chứ. Anh cũng chưa biết làm sao nữa. Để Nam Anh hỏi lại. Đây là đòn bánh, bánh chuối nè. Anh phải hỏi bên đó. Ừ, xong rồi hỏi chỗ bán vé á, bán vé là nó biết chứ bộ. Đúng rồi, để anh hỏi lại chỗ bán vé. Hỏi chỗ bán vé nè, bán vé cũng giống vậy nè. Hỏi phần cách ly rồi đi test Covid. Xong rồi bắt đầu là mới mới nói cái mũi, cái mình nghĩ là cách ly đầy theo địa phương mà chắc là cách ly tại nhà mình á, nhà mình mà điều kiện đầy đủ thì cách ly là mình có phòng riêng cách ly tại nhà. Còn không thì phải cách ly ở khách sạn 7 ngày. Để anh hỏi lại bên đó còn sao? Anh hỏi vậy mà nó cũng không giống mình, nó nói mình trước chứ. Mà cũng giống vậy đó nè. Sao không giống trước người đó. Mà mình mua vé á, cái người bán vé nó... Chỉ ra tay gói cái bánh dừa luôn cả nhà. Cái bánh dừa nào, bánh dừa này công phu. Lá dừa. Gói bánh lá dừa đúng không? Cái lá dừa gói thành cái bánh tét rồi sao vậy, bằng cái bánh lá dừa. À. Thấy không? Ở nhà thấy không? Đây mình sẽ bắn gì đây? Bắn khéo quá. Đang quay, đang quay. Đang quay nè. Đang quay. Đang quay luôn. Ủa sao anh tìm cái kênh vậy? Kênh 55 hả? Sao tìm được? Nó hỏi kìa. YouTube bấm ra dễ tìm lắm. Nó hỏi kìa. Nói đó. YouTube đó. Là, bấm nông dân hay sao? Hay là cái gì nữa? Em bấm là nông dân family nữa ra hả? Mà thấy không? Nông dân family. Ừ. Bấm nông dân không chữ family bởi không có phải. Bấm chữ family nữa mới ra. Bấm chữ family thì mới ra. Bấm chữ nhà family. Ly. Chữ ly dài á là nó ra. Nè, cả nhà thấy không? Đây mình để nó nhanh nhanh như vậy. Nó cứ chú giờ. Nông dân gì tùm lum cho à mà không phải đâu. Hình như là còn cái gì nữa nè. Con dừa bự dữ nha. Nó thì bự quá ta. Chứ mình không mà chợ ta đâu có bự vậy hả? Tại ta có nhỏ. À. Lần đầu tiên mà thấy có bánh dừa luôn đó nha. Đó. Là cái lá, bánh lá. Con nó có cần thở phun sâm không? Con nó tiễn lao động coi. Phun sâm vợ anh có làm mà, vợ anh làm sâm mà. Vợ làm sâm, làm leo mà. Sâm, vợ anh làm sâm chứ ngoài mà. Má làm sâm đó. Má có muốn cần không? Nó làm sâm đó nha Quang. Thì để coi cái gì anh liên hệ cho. Hỏi có muốn cần không thì... Cái lá dừa này mình cộn theo dây này không biết được không nữa nha. À cả nhà, mình gói về cái cột cả nhà. À. Thấy mình cộn không? Khó thì mình dỡ luôn nè. Trời vũ ngày hôm luôn hết trời. Ừ. Nhà thấy không? Dây này mà nó đứt một cái là bỏ luôn nha cả nhà. Mình cột ni lông không à. Tại vì mình cột thử một cái để coi thôi. Khó cả nhà, cái này khó. Cái này phải cột dây lông mới được cả nhà ơi, nhưng mà mình cột thử thôi. Cho cả nhà xem là mình cột dây chuối. Đó. Bởi vì mình cột dây lông cái bánh này gói nó mới được. Còn chuối là nó dễ bị ruột. Bánh lá dừa á là phải cột dây lông. Ừ. Còn bánh tét á phải dây chuối. Khó cả nhà, không phải dễ mà. Bây giờ mình lỡ cột cái này rồi. Không biết nấu nó có bị bung không ở đây, mình đang hồi hộp. Chờ kết quả. Vì cột cái dây này á là nó không có ăn. Có gì lông mà giờ là mắc tử rồi. Cái dây này mình sợ bị bung cả nhà ơi. Bây giờ mình cột đỡ. Cả nhà thấy cách cột vậy đó nhưng mà mốt cả nhà có làm thì cột dây đi lông nha. Bây giờ mình cột đỡ hồi mình lấy cột dây lông mình quằn lại cái mới được. Đó. Bây giờ thấy bánh lá dừa. Bánh dừa nè cả nhà. Bánh lá dừa. Bánh lá dừa nhân chuối. Cái gì mình cũng biết làm chứ. Ăn rất ngon. Đây. Đó, sáng giờ có đường nghe đó nha. Giờ làm cũng vất vả quá mọi người ơi. Là khâu làm nhân nè, khâu nạo dừa nè, khâu luộc đậu nè. Rồi làm chuối nè. Rất là nhiều luôn, rất là dài. Thì mình cũng có quay hết rồi á. Thì cả nhà xem nha.
cả nhà xem thấy hay thì cả nhà cho mình một like nha, một đăng ký nha. Với lại là cả nhà ai mà không biết gói thì xem kỹ để gói rồi giờ mình ăn ngon nha cả nhà. À, xin chào cả nhà, bye bye, hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Video sau mình gói như ngọt cho cả nhà xem nha. Mình gói như chuối, như mai, như thịt đậu mặn, còn bữa sau mình gói như ngọt. Ok, ngọt rồi. Chưa? Rồi, bye bye, xin chào cả nhà, cảm ơn chị Tiền nha.